Hey, chào mừng các bạn đến với khóa lập trình React.js tại trung tâm đào tạo theo khoa Phạm. Tại thời điểm này thì bạn thấy là chúng ta đã nhúng React.js vào trong trang web mình và chúng ta đã biết được là dùng React DOM để mà nó render ra HTML vào trong cái thẻ nào đó. Thì chúng ta có một số lưu ý như sau. Thứ nhất, JSX là gì? Thì bạn thấy một điều rằng chúng ta đang viết code chỗ này là React DOM document get element thì bạn thấy ngay document get element thì bạn đã ngay nó chính là mã JavaScript. Bởi vì là mình đang đứng trong JavaScript và tự nhiên mình gõ được H1, đâu phải tự nhiên được như vậy đâu các bạn. Rồi, bạn xem nha. Đúng ra là khi mà React mới vừa ra đời á là chúng ta không được gõ H1 như vậy đâu. Viết đúng chuẩn của React luôn là bạn phải khai báo như vậy nè. React chấm create element. Đấy. React khởi tạo đối tượng. Đối tượng gì? À, đối tượng H1. Thẻ H1. Không có thuộc tính nào hết, ví dụ như H1 cách ra rồi màu sắc gì đó ha. Thì không thuộc tính thì để rỗng. H1 khoa phạm suy H1 thì cái ruột là chữ khoa phạm. Ví dụ mình nói là cái ruột là chữ khoa phạm React chẳng hạn, ví dụ vậy. Khoa phạm React. Đấy. Nghĩa là lúc mà thư viện ban đầu của React đó, là bạn muốn khởi tạo đối tượng H1 bạn phải khai báo vậy nè. Đấy, chúng ta xem thử kết quả nha. Refresh. Bạn thấy chưa? Nó phát sinh ra là khoa phạm React. Có thể bạn kiểm tra nó thì bạn thấy ngay cái element của nó sẽ là một cái thẻ H1. Nè H1 bạn thấy chưa? Đấy. Thì bạn thấy một điều là cái trang web của bạn có thể có rất nhiều HTML 3-4 ngàn dòng chẳng hạn. Mà không lẽ cứ mỗi một thẻ là mình đi mình gọi React Element vì quá cực đi. Trong khi lại khó nhìn nữa. Nhưng mà bạn thấy là bên web thì sao? H1 chúng ta khai báo như vậy. H1 đấy. Khoa phạm suy H1 thì mình lại thích như vậy hơn tại vì nó giống như HTML. Bạn có thể viết được như vậy. Đấy. Thì cái này chính là mã JSX. Thì thay vì bạn dùng create element mà viết như vậy, nó dễ nhìn hơn và dễ dùng hơn. Thì bạn lưu ý ở đây là Bible Core, nhờ bạn cài Bible Core mà nó hiểu được cái Bible chỗ này. Bây giờ bạn thử nha. Bây giờ lỡ mà bạn bỏ Bible Core đi, save lại, chạy thử nha. Bạn save Bible Core đi. Bây giờ chúng ta chạy thử nè, F5. Đó, bạn thấy ngay đâu có chạy đâu, thấy chưa? Như vậy muốn nó hiểu được cái mã JSX bắt buộc phải cài Bible Core. Như vậy bạn hiểu ý nghĩa của Bible Core rồi đúng không? Và nhớ là bạn hay quên chỗ này nữa nè. Cái script của bạn mà thiếu text Bible đi, F5 nó vẫn không chạy, các bạn thấy chưa? Nhớ là phải có type là text bubble thì lúc đó nó mới hiểu thằng này là Bible Core sử dụng thư viện trên này. Rồi xem thử F5. Đấy, vậy là bạn hiểu ý nghĩa của Bible Core rồi đúng không? Rồi, cái nữa mình muốn lưu ý các bạn là thí dụ mình thêm một cái H1 nữa đi. Mình thêm cái H1 nữa nha. Rồi mọi người quan sát nè. F5. Lỗi ngay. Và chúng ta tập quan sát lỗi nó là lỗi gì bằng cách các bạn nhấn vào kiểm tra hoặc là inspect element nếu là tiếng Anh. Các bạn quan sát nè. JS element must be wrapped in an enclosing tag. Nghĩa là wrapped, nghĩa là sao? Wrapped tiếng Anh là bao. Nghĩa là bạn khai báo như vậy nghĩa là nó là bạn không có cái thẻ nào bao tất cả lại hết, không có root. Ý nó là làm gì làm phải có một cái thẻ gì đó nó bao lại, thẻ gì cũng được nhưng mà phải có thẻ bao. Ví dụ như mình có cái thẻ deep nó bao hàng này lại. Rồi chúng ta xem xét nha, F5. Ok. Thì bạn quan sát ngay là JSX content thấy chưa? Bây giờ không còn lỗi wrap nữa mà lỗi content, bình tĩnh coi nó báo dòng nào. À 6 11 nghĩa là trong React thằng thứ dòng thứ 6 là quan sát là đây. Trong mã React của mình, dòng thứ 6 đây. Deep thấy chưa? Mở deep mà không đóng nó báo lỗi, đúng rồi. Xịt đóng lại. Đấy, chúng ta quan sát lần nữa, refresh. Quá đẹp, thấy chưa? Như vậy thì khuyên bạn nên tập nhìn cái câu thông báo lỗi để chúng ta biết mà chúng ta xử lý. Đương nhiên chúng ta gõ bằng tay thì sau này khi làm bài tập thế nào cũng sẽ có lỗi thôi. Nhưng mà cái lỗi thì cứ bình tĩnh, chúng ta xem trong cái log của nó, coi nó báo cái gì để bình tĩnh chỉnh chỉnh sửa nó nha. Tiếp. Trong cái JS thì các bạn lưu ý thêm một điểm nữa. Giả dụ như bây giờ trong body nha, mình cố tình cho một cái CSS đi là style. Style. Ví dụ khai báo một cái chấm màu vàng. Màu vàng. Mình nói là background color là yellow.
Đơn giản nha. Bây giờ muốn là cái H1 này nè, cái khoa phạm dưới đây nè, nó mặc áo màu vàng thì bạn biết rồi, trong CSS thì chúng ta khai báo gì? Class là màu vàng, đúng không? Bây giờ chúng ta xem thử nha, refresh. Đâu có vàng đâu mà gặp một cái dính lỗi nữa. Đó, dính lỗi chữ class. DOM property class, đích dung mình class name, nó gợi ý với bạn sai chỗ nào và sửa ra sao luôn. Thì bạn lưu ý chỗ này á, bạn nhìn bằng mắt thằng thấy đúng là HTML, nhưng mà thật ra nhớ kỹ, đây không phải là HTML, mà chỗ này là bạn đang đứng trong JavaScript. Nhớ nha, đang đứng trong JavaScript phải HTML đâu. Mình nhìn thấy bằng mắt thì thấy giống HTML vậy thôi, chứ nó là JavaScript. Mà trong JavaScript bạn biết là bạn gõ từ khóa này là bạn đang khai báo cái class mới, đúng không? Thành ra cái từ class này bị đụng độ, do đó bạn phải thay là class name, n viết hoa, save lại nha. Rồi bây giờ chúng ta refresh lại. Thì trước khi refresh mình nhắc một điều, bạn thấy là nó gợi ý cho bạn nè, bạn sai chỗ này và nó hỏi là bạn có phải là bạn đang muốn sạc class name phải không vậy? Ý nó nhắc lỗi mình đó mà. Refresh lại nha. Đấy, quá đẹp. Vậy chứng tỏ là cái khoa phạm dưới này nó đã hiểu được cái class màu vàng rồi. Các bạn hiểu chưa? Thì đừng lo lắng quá, thì trong Redis nó chỉ có khoảng một vài thẻ là bị đụng độ chỗ này thôi ha. Như những class bị đụng độ nè thì chúng ta dùng class name. Còn những thẻ không đụng độ thì thôi, chúng ta vẫn giữ nguyên. Thì như vậy, tóm lại, nó là JS. Và nhớ, muốn dùng JS thì thứ nhất là phải cài thư viện của Babel Core. Và trong thẻ script là phải nhớ có text-Babel. Cái thứ hai thì thay vì để dùng là React Create Element, nó dài và khó, thì bạn khai báo như HTML gì đó. Và cẩn thận khi khai báo thì thứ nhất là phải có thể root nó bao lại. Trong đây cái gì cũng được, nhưng nhớ phải có một cái root nó bao tất cả lại. Và cái thứ hai là sẽ có một số thuộc tính nó bị đụng độ, thì bình tĩnh đọc trong cái log nó báo lỗi, nó sẽ nhắc cho bạn cái từ này nên dùng từ nào thay thế. Ví dụ class, ở đây chúng ta dùng class name mới được. Đấy, thì nó chính là JSX. Đừng lo lắng quá, thì những cái bài tập về sau từ từ các bạn sẽ làm quen với nó và bạn sẽ dễ dàng hiểu, và chúng ta sẽ nhớ được cái code của nó thế nào thôi nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip.